Chào mọi người, hôm nay là chủ nhật ngày 23 tháng 7 năm 2017. Tranh thủ giờ nghỉ trưa và hàng về thì mình giới thiệu về các loại lan ngày hôm nay. Đầu tiên là trầm. Hôm nay thì về rất là nhiều trầm nha. Trầm bụi cũng rất là lớn. Và những trầm hôm nay thì đẹp so với đợt trước. Nhìn thì nó khô khốc như thế này thôi, nhưng mà trầm thì rất là dễ trồng. Mình chỉ cần về cắt rễ và ghép thì sau nó sẽ lên những cái chồi mới và ra rễ rất là nhanh so với các loại khác. Thì mình trồng rồi thì mình biết. Ở đây có một bụi rất là đẹp. Bụi này thì cũng 3 4 lạng đấy các bạn, gần nửa ký thôi. Ai mà lấy bụi này trồng thì về tha hồ mà nó lên ki với chồi mới, sau nó ra hoa thì đẹp khỏi chê luôn nha. Này, bụi đây rất là đẹp. Rồi, Hải Vân. Hải Vân thì lâu lắm rồi, hôm nay mới có hàng. Bởi vì mình đi miết 2-3 tháng nay nhưng mà hôm nay mới có Hải Vân. Và nó đang mùa hoa. Nhưng mà mình thì không lấy những cái cây có hoa, mình chỉ lấy những cái cây con thôi. Bởi vì lấy có hoa thì gửi đi nó cũng bị dập nát hết. Hạt vĩ. Hạt vĩ thì mùa này nó hơi xấu một tí bởi vì mưa và lá, cho nên là mưa nó bị lá nó bị dập và vàng hết. Về thì mấy bạn sẽ cắt rễ và treo lên như thế này để cho nó ra những cái rễ mới và ki, sau đó thì mình ghép hoặc là trồng thôi. Như xuân. Như xuân thì có 3 cây lớn và những cây nhỏ. Thanh đạm. Thanh đạm rất là đẹp, xanh nha. Đây là thanh đạm Hàm Long. Rồi hôm nay có một loại mới, đó là bạch hạc vĩ. Bạch hạc vĩ thì hoa của nó màu trắng và ở bên trong thì có màu đỏ. Nhìn thì xấu như thế này thôi nhưng mà nở hoa cũng rất là đẹp. Các bạn muốn xem mặt hoa của nó thì mình gõ lên mạng nha. Bạch hạc vĩ thì nó sẽ ra hoa. Rồi, nhất điểm hồng. Đây là nhất điểm hồng. Hôm nay hàng thì nó rất là khô. Tuy ở mình trời mưa nhưng mà ở dưới phố mình đi lấy hàng thì trời nó không có mưa và người ta để hàng nó khô ráo, cho nên lá của nó rất xanh tốt, không bị dập, chỉ có một số loại bị dập thôi. Nay có loại mới nữa là hoàng thảo sắn, rất là đẹp mấy bạn à. Hoàng thảo sắn thì hoa cũng khỏi chê luôn. Đây có một bụi rất là to, bụi này rất là khủng. Các bạn nhìn cái bụi hoàng thảo sắn này, cái bụi này mà mình về mình ốp vào cây thì nó chỉ có sống thôi và chờ nó tha hồ mà ra hoa. Sơn thủy tiên và thủy tiên dẹt nha. Báo hỷ. Báo hỷ thì hôm nay cũng rất là đẹp, là hàng rất là xanh tươi. Rồi nay có địa lan Sato nè, hạt đỉnh nè, quế lá xép. Quế lá xép thì cũng rất là đẹp, xanh tươi mướt mượt. Rồi vảy rồng cũng vậy, hàng đó là khỏi chê đi. Rồi mình có một loại rất là đắt xô nữa, đó là giả hạt đắc lây. Thì đẹp đắc lây đây đó, là đẹp khỏi bàn nha. Thân bụi rất là to dài, có cây dài đến 1 mét á. Thì cây này này, bụi đây là dài gần 1 mét á, thì gạch nhà mình là 80 mà. Thôi, mình không có nhiều thời gian cho nên là chỉ giới thiệu sơ lược như vậy thôi nha. Bạn nhìn qua lần nữa và chúng ta kết thúc ở đây. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ nha.